À, mình chào cô dì chú bác anh chị em à, đã quay trở lại kênh à, youtube của Tiếng vlog hay vậy thì à, tiếp tục thì ngày hôm nay à, thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho vị những cái thông tin mà liên quan đến cái vấn đề à, như là của cố nghệ sĩ của tú vũ linh hay vị ha thì à, chắc hẳn quý vị cũng thấy trong cái khoảng thời gian à, vừa rồi thì hầu như mọi người đang rất là bức xúc về cái vấn đề này khi mà có rất là nhiều người à, cũng lên tiếng như là chỉ trích về sự uh, kết quả ADN của Hồng Loan và thậm chí là nhiều người uh, cũng lên tiếng nói uh, Hồng Loan đang giả danh uh, lợi dụng những hình ảnh của chú để lừa gạt khán giả và lừa gạt cộng đồng mạng hay vậy ha. thì uh, nói chung những cái thông tin đó là từ phía như là của mẹ con cô Sáu cũng đã tung uh, những cái thông tin đó ra hay vậy ha. thì thật chất uh, thì ngày hôm nay đây uh, cũng có một cái bài thì hầu như là làm cho mọi người uh, cũng uh, cũng rất là bức xúc nha vị ha. À, về của à, hình hòa bình gì đó vậy thì chắc hẳn quý vị cũng biết rồi ha à, khi mà nhắc tới à, à, hòa bình thì hình bình hòa gì đó thì cả nhà cũng biết là một cái à, nhà giết à, văn viết văn chương rất là hay ha quý vị ha à, nhưng mà à, thật sự thì à, tính cách lại đi châm biếm rất là nhiều ha quý vị ha à, châm biếm vào à, chị hồng loan và thậm chí thì không biết à, có nhận được cái gì hay không à, nói, thật sự thì quý vị cũng biết thì à, bên phía của chị hồng loan cũng đã lập vi bằng một số à, những cái À, nhà báo hay mặt báo 2k hai 20 k hay cả nhà ha thì à, ngày hôm nay thì à, hình hòa bình thì cũng à, có lên tiếng à, nói về cái vấn đề như là nào của hồng loan ha là chủ yếu là à, lấy tài sản là lợi dụng danh tiếng à, mới lấy à, tài sản của chú hay cái, ha, cả nhà ha tranh giành tài sản với mẹ con của à, bà sáu đó vậy nuôi hay ruột thì không quan trọng đúng hay sai không quan trọng thật hay giả cũng không quan trọng nói dối không, không quan trọng hãm hại không quan trọng bịa đặt không quan trọng phạm tội cũng không quan trọng ăn cắp cũng không quan trọng lừa gạt cũng không quan trọng bắt hiếu cũng không quan trọng vô ơn không quan trọng phản phúc không quan trọng ác độc không quan trọng sự thật không quan trọng nhân cách không quan trọng đạo đức không quan trọng lương thiện không quan trọng lấy được tài sản và tận dụng hết danh tiếng mới quan trọng tránh khỏi ở tù mới quan trọng đó ừ, cô ta cũng đã viết một cái bài thì hầu như là châm biếm vào chị hồng loan cũng rất là nhiều hả vậy ha, vị, ha. À, nói là à, những cái xứ mà chị hồng lam chị hồng loan làm đó vậy thì à, hầu như là lừa gạt ăn cắp nè à, bắt hiếu vô ơn hay là phản phúc hay là độc ác thì đó thì à, đều có không quan trọng đối với hồng loan hả các nhà ha ừ, cái quan trọng nhất là khi nào mà lấy được những cái tài sản đó à, thậm chí là tránh khi mà ủ tờ thì điều đó mới thật sự là quan trọng nha các nhà ha khi mà mình đọc một cái thông tin này lên á vị thì em nấy thấy thật sự luôn á cái thông tin này phù hợp đến cho mẹ con bà sáu ha cái thông tin này là chắc chắn là phù hợp đến với mẹ con bà sáu chứ không phải là uh, đến với chị hồng loan hả vị ha tại vì chị hồng loan á là được rất là nhiều những vị khán giả người ta yêu ví và người ta yêu bến ha các nhà ha chắc chắn thì uh, không thể nào mà chị hồng loan làm như vậy thôi đây thì uh, khi mà cái cô hình hòa bình thì cũng vừa mới lên một cái bài như thế này xong thì ở bên phía như là mọi người ủng hộ cho hồng loan thì cũng đã đáp trả cực kỳ là hay nha vị ha thì nói những cái từ ngữ này ừ, thì cũng sẽ dành cho mẹ con của bà sáu ha cả nhà ha trời lâu lâu mới thấy cô này nói đúng á lấy được hết tài sản tận dụng hết danh tiếng mới quan trọng tránh khỏi tránh khỏi ủ tờ à, mới quan trọng câu này đúng đây cô ơi mười điểm ha à, ý là à, ở đây đang chăm biếm lại là nói với mẹ con bà sáu là sẽ là người à, ủ tờ hay cái nhà ha hay là tránh những cái, à, tiếng tâm hay là tai tiếng gì đó vậy. Bởi vậy nên lúc đầu tính nhưng suy nghĩ nghĩ lại muốn ăn chọn đó cô nên à, có sáu bảy lá đơn à, kiện con người ta đó cô đưa đơn kiện chức viền làm con nuôi của người ta đường làm con của người ta đó cô ơi à, ý là nói mẹ con bà sáu Ừ, âm mưu để mà hãm hại lại chút quyền uh, làm con của người ta để có thể là tranh giành những cái tài sản thì những cái uh, điều đó là bị ổi hay là tiểu nhân như thế nào đó thì chỉ dành cho mẹ con của bà sáu thôi ha cái nhà ha bà hỏi ơi đời đâu như là mơ nên bọn tán tầm lương tâm đâu được như ý vì con người ta là con hợp pháp chắc bọn nó tức lắm cô ơi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ tại ai biểu tham quá bằng chi <laughs> rất là rõ ràng đúng không vậy Ừ. thì hiện tại là bây giờ là hồng loan chính là người con hợp pháp nhất đó những người như là mẹ con bà sáu thì hầu như bây giờ rất là tức tối và vượt bội mà vẫn không thể làm được gì hơn cả nhà ha tại vì à, đâu có thể nào mà thay đổi được cái sự thật đâu đúng không cả nhà không thể là mà sai thổi được trắng đen được rất là rõ ràng nha cả nhà ha con bắt đầu thích cô lại rồi nha phải cô lên bài kiểu này lắm thể lên kiểu này là y như rằng cô tác cho vào mặt bọn bắt nhân bắt hết lương tâm chắc chắc luôn một pha phản lưới nhà đỉnh của đỉnh cảm ơn cô vì bài viết chịu like chịu lai like từng làm à đó, chịu like cho cô luôn hả vị ha đó, ở đây là người ta đang Rất là khoái cái bài viết của cô hình hòa bình này hả vị ha ừ, lên bài nào thì chắc địch bài đó nhưng mà à, cái bài này thì hầu như là à, bị vả vào mặt ha bị, bị một cú vả thẳng mặt vào mặt hay cả nhà ha ừ, nó rất rõ ràng là ở đây khi mà lên một cái bài này là nói là những cái thứ mà hãm hại nè bị đặt nè phạm tội ăn cắp lừa gạt thì dành cho những người đó thôi đúng không hồng loan thì hồi đó giờ có ăn cắp cái gì có lừa gạt cái gì của ai và thậm chí thì quý vị cũng biết là có nghệ sĩ ưu tú bu linh thì hầu như là đã xem hồng loan như là người con hợp pháp nhất của mình rồi đúng không cả nhà và thậm chí quý vị cũng biết là những cái sự việc như là của mẹ con bà sáu hay là như thế nào đó thì cũng rất là rõ ràng đúng không cả nhà ở đây thì cũng nhắc tới mẹ con cao sáu ờ à, về à, sống gió cuộc đời ha cái nhà ha là chú đã từng phải trả nợ à, thậm chí là bán nhà à, cho người em à, ruột tự xưng là tự phong là ruột thật chích của, của người xịu tú linh ha cái nhà ha sống gió cuộc đời từ đỉnh keo của kép hát anh chuyển sang làm bầu thế nhưng nghiệp làm bầu của anh khiến mấy fan phải bán nhà bán đất trả nợ người ta bảo anh phủ linh hết thời vừa phải trả số nợ hơn 3 tỷ đồng cho người em ham mê cờ bạc anh dẫn đoàn ra mừng chung định kiếm lại số tiền đã mất nhưng vừa theo băng rôn quảng cáo lên thì mưa bão ập xuống đoàn nằm ăn làm nằm ăn không hơn một tháng không chịu thua anh kéo quân lên tây nguyên chưa diễn được sức nào thì một số nhân viên trong đoàn bị sốt rét từng khiến cả đoàn lao đao về lại thành phố hồ chí minh không nhập được hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh có rằng 20 đoàn cải lương. Vì vậy anh Vũ Linh đã buông xuôi giấc mơ làm bầu. Anh tuyên bố đã đánh hát và trong nước mắt vì mẹ con bà sáu đã báo quá báo đó rất ừ, là nói đây ha thì thật sắc á là quý vị cũng biết là à, thời điểm đó thì cố nghệ sĩ của cửa bù linh á là ở đỉnh cao của phong độ ở nhà ha nhưng mà từ lúc mà dướng vào à, mẹ con bà sáu phải chi trả những cái số nợ không đáng ha cả nhà ha và thậm chí thì à, bắt đầu là chú à, xa xúc đi vậy đó thì ở đây mọi người đã nhìn nhận được như là mẹ con bà sáu hầu như là báo rất là báo hả vậy ha báo đúng chú, uh, chú rất là nhiều thứ nha cái nhà ha và thậm chí thì ở đây uh, có một cái thông tin thì uh, nó rất là hay nữa vậy và cái thông tin này là cực kỳ chính xác mà đến với uh, chị hồng loan nha vậy ha thì chú cũng từng nhiều lần công nhận là chị hồng loan là chính là người con hợp pháp nhất của chú nhưng mà ở bên khía cạnh đó thì có rất là nhiều những những cái thành phần thì vẫn lên tiếng là khẳng định là hồng loan không phải nha nhưng mà cái thời điểm mà à, chú đi tìm kiếm hồng loan không chỉ là quan tâm hồng loan như thế nào nó chia sẻ trong một cái đoạn này vào thời điểm tiền của phú phú lộc đầy nhà anh lại vướng vào cái tật khó chấp nhận mời uh, đổ tường hầu như bốn cái xấu mà người đời tránh xa thì vũ linh cũng có dính có những canh bạc anh thua trắng ba căn nhà có những tiệt trụ anh sai biết tỷ nhưng cuộc tình buồn nhiều hơn vui anh cũng xích dích vào một số à, thuốc lắc mà túy nhưng anh biết dừng lại đúng lúc khi nhận ra đứa con gái cưng của mình đã bỏ nhà đi bụi ý là có thể là hồng loan đã biết à, lúc đó là à, có người tiểu tu lên thấy chị hồng loan đã bỏ nhà đi ha và chú đã à, dừng lại cái sự việc đó ha biết dừng đúng lúc ha cả nhà ha vì thấy cha cứ bỏ nhà đi chơi cha đi được thì con cũng đi được thời điểm đó vũ linh như điên dại chạy khắp nơi tìm con mẹ anh hay tin lâm bệnh nặng và sau đó qua đời ngày anh tìm được con đái đứng trước vong linh của mẹ anh thề không bao giờ đụng đến lá bài máu đỏ à, đỏ đen xích nữa đốt cháy cả sản nghiệp mà tội lỗi hơn là đó đã đẩy anh vào tội bắt hiếu à, mai khi mẹ anh qua đời cũng kịp nhìn thấy sự sửa sai của con trai trong uh, vở trong vở lá sầu riêng một đứa con à, À, thật sự là, là à, cô nghệ sĩ của tôi Vũ Linh đó hầu như là rất là yêu ví là chị Hồng Loan ha cả nhà ha Nhưng mà ở đây á, quý vị cũng thấy thì hầu như là khi mà rơi vào cái tình huống như là mẹ con bà Sáu à, Lên tiếng thế này thế nọ thế kia Thì hầu như là chỉ là à, chỉ trích hay là thế này thế nọ thế kia đúng không đó nha Nhưng mà thật chắc á, thì quý vị cũng biết rồi à, Chú đã là đã thật sự là mọi người cũng đã công nhận Nha, mọi người đã công nhận hồng loan chính là người con học pháp nhất của cố người sĩ ô tú vũ linh cái điều đó thì mình không thể nào mà bàn cãi còn ở đây thì uh, những người như là ông sạc pin hay là cô con tiên con tiên ngáo nào thậm chí là một số người nào đó khác ừ, thì uh, bắt đầu quý vị cũng thấy thì uh, môi mốc những chuyện đời tư và thậm chí thì có những cái lời mà lẽ nhưng mà ngày hôm nay quý vị cũng thấy là xúc phạm đến cố có sĩ ô tú vũ linh rất là nhiều đúng không quý vị uh, nó rất rõ ràng là ở đây là những người này đang có những cái đồ và thậm chí là ông sạc pin và thậm chí thì à, già mắc nết đúng không cả nhà nó bị chửi mọi người chửi rất là nhiều thì à, ngày hôm nay thì anh lê tính mình à, cũng có lên một cái à, bài như là sóng gió gia tập à, hèn dành cho ông sạc pin ha các nhà ha nói không là nguyên một cái đoạn văn này là của anh lê tính thì à, cũng dành như là cho ông sạc pin nha cả nhà ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ câu thành ngữ nhằm để cao vốn sống và kinh nghiệm những người cao tuổi họ là những người rất đáng tin đáng tôn trọng những điều thắc mắc sẽ được họ giải đáp một cách rất chính xác và chân thật nhưng cuộc đời luôn xuất hiện những chữ nhưng nhưng trong câu chuyện sống gió gia tộc có một người già không đáng tin không đáng tôn trọng những ẩn khuất thắc mắc sẽ không bao giờ được giải đáp một cách chính xác và chân thật bởi vì người già này không sống bằng những kinh nghiệm từng trải mà sống bằng sự gian xảo mô mô sống vì quyền lợi của bản thân sẵn sàng quay lưng trở mặt dù đó là những người ơn những người đã từng một thời là bạn bè thăm giao của mình đó ừ, ý này nói về ông sạc pin ha cả nhà ha ông sạc pin thì lúc đầu về cũng thấy không à, về Việt Nam thì cũng lo phụ đám tan uh, cho chú à, nhưng mà kết cuộc thì vị cũng thấy là như thế nào cũng đã lợi dụng những cái hình ảnh của chú uh, để đứng lên trên cộng đồng mạng để uh, kêu đội tiền ha cả nhà ha uh, kêu gọi đổi... À, tiền xe mồi xe mã cho chú và thậm chí thì có những cái lời xúc phạm đến như là à, người con ruột như là của có người xỉu tuổi vũ linh là thậm chí là theo phe về à, theo phe của mẹ con bà sáu hùa theo để có thể là hồng lon à, giao những cái ngôi nhà thậm chí là giao những cái giấy tờ à, đắt ra cho mẹ con bà sáu để giữ hạng vị ha thì rõ ràng ở đây là ông ta cũng đang hùa theo và thậm chí là tự xưng và tự phong là người bạn thân à, thân nhất của chú hay cái nhà ha bạn bè thăm giao của chú nhưng mà À, khi chú đã nằm xuống rồi thì bắt đầu lại quay xe mọi người ở đây có rất là nhiều khán giả người ta đang nghi ngờ những cái mối quan hệ à, của mẹ con bà sáu và ông sạc bên thì nó có những cái mâu thuẫn như thế nào à, hay là ông quang minh thì có thật sự là người cha ruột của à, con phượng ve không hay cả nhà ha thì tại vì nhìn à, những cái cử chỉ mà thậm chí là nhìn những cái hình ảnh thì à, của ông sạc pin chỉ là con phượng ve nó khá là giống nhau như vậy nên mọi người đang liên tưởng tới một cái vấn đề là cần phải xét nghiệm alien công khai ha để cho ông quang minh cũng rõ ràng không có bị cấm sừng hay cả nhà ha một cái điều đó rất là nhục nhã nhau vậy ha đàn ông nhưng thích đâm trọt nhiều chuyện dùng ba tắc lưỡi bịa đặt gây ra chia sẻ hồng loan và những người xung quanh chính hắn đã khích bác để hồng loan lên mạng công kích người khác và cũng chính hắn là người phản và phản đối việc hồng loan trở thành lời thừa kế hợp pháp đó hầu như là tính cái ông già sạc pin này là thật sự là lên trên mạng xã hội công kích người khác nè và thậm chí là phản đối việc hồng loan thừa kế ở trong khi đó thì hầu như ông ta sẽ là người biết rất là rõ ha các nhà ha ông ta sẽ biết rất là rõ về cái mối quan hệ của hồng loan à, cố có người xẻo tú của linh nhưng mà ở đây vì một cái lợi lộc trước mắt hay là vì một cái tình thâm như thế nào đó mà ông ta đã quay xe lại là không ủng hộ cho hồng loan ha và thậm chí có rất là nhiều người cũng không ủng hộ cho hồng loan trong cái chính là cái ngôi nhà ờ có, có người xỉu tu lên như là con kim nga cũng vậy đúng không quý vị nó vị cũng đã nhìn nhận được thì hồng loan cũng đã từng gây rất là nhiều những giọt nước mắt là nói về con kim nga là nói là ở trong cái gia đình thì hầu như là hồng loan chỉ tin tưởng nhất là con kim nga thôi nhưng mà kết cuộc thì quý vị cũng thấy thì nó cũng nói vì một cái lợi ích trước mắt của nó là nó đã quay xe lại với hồng loan theo xe của mẹ con à, bà sáu hai cái nhà ha ở rất là rõ ràng thì bây giờ đó, à, không nó thật sự nó chỉ là một người trợ lý nó cũng chỉ là một người làm mướn làm thuê thôi Ừ, cho cậu thôi nhưng mà nó lấy uh, cái tư cách vậy mà nó đi thờ cúng cậu có phải là nó đang lợi dụng những hình ảnh của cậu để đưa lên trên mạng xã hội để có thể là nó có tiền hay không quý vị nhờ những cái hình ảnh của cậu để nó thể là được một số mạnh thường quân nào đó uh, người ta cũng sẽ gửi tiền về cho nó để uh, lo uh, cúng kiến cho cậu hay không có phải là nó đang lợi dụng cái hình ảnh của cậu hay không tự nhiên người nhà của nó lại không thờ không cúng đúng không quý vị người sanh cái nó người dưỡng dục của nó nó không lo là đi lo như là cậu cậu với là nó thật sự thì cho dù mình thương lắm cỡ nào thì lâu lâu mình lại mình thắp nhang cho cậu thôi nhưng mà ở đây nó đem cậu về nó thờ nó cúng cái việc thờ cúng là đã cái việc của hồng loan rồi người ta là người con hợp pháp rồi đúng không ở nói là nó ở với cậu là không có lấy tiền nhưng thật chắc là có thật sự là nó không lấy tiền hay không đúng không vậy cũng không hề ai biết được có thể là chú cũng âm thầm lặng lẽ cho nó tiền cũng đâu có ai nhìn nhận nhìn thấy được đúng không cả nhà đó thì nó cũng chỉ là một con làm mướn thôi đúng không nó thật sự nó chỉ là một con làm mướn nhưng mà nó đã quá đắt nó quá đáng nó để là vì một cái lợi ích trước mắt của đó mà nó đã quay xe nó cứ nghĩ là theo mẹ 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 con bà sáu thì cũng sẽ tốt hơn như là theo phe của chị hồng loan ha giờ mẹ con bà sáu rất là mạnh nó thấy trong cái ngôi nhà đó thì mẹ con bà sáu đã từng ức hiếp hồng loan như thế nào thì nó nghĩ nó y gan như vậy sau này chắc chắn hồng loan cũng sẽ không chiến thắng được mẹ con bà sáu ha nhưng mà nó đã sai nha cái nhà ha trong buổi họp mặt à, 21 ngày hắn xuất hiện một cách hiên ngang dõng dạc lên tiếng góp phần không nhỏ trong việc áp đảo tinh thần của hồng loan đối với cô nghệ sĩ không có quan hệ họ hàng ruột thịt đối với mẹ con nữ ma đầu không có quan hệ huyết thống nhưng đối với hợp đồng ăn chia thỏa thuận nhờ thầu đám ma hắn chính là một trong những cổ đông vô cùng quan trọng hắn không ngần ngại là một cảm tử quân gan dạ sẵn sàng tả sung thủ đột để giải cứu đồng bọn nhưng khi đồng bọn lâm vào tình thế nguy hiểm thì hắn là người đầu tiên xách vali về nước đó rõ ràng ha thì bây giờ hiện tại là quý vị cũng thấy là cái ông sạc pin thì bây giờ đã trốn về nước rồi thật sự là đã không dám ở đây đúng không tại vì mọi người đang rất là mong muốn và yêu cầu sao kê công khai minh bạch à, những cái vấn đề những cái số tiền đó nhưng thì quý vị cũng thấy thì hầu như là ông ta không có mặt ở đây thì làm sao mà sao kê đúng không vậy thì có phải ở đây là ông ta đã sợ và trốn đi đúng không cả nhà À, đó lại sợ mà trốn đi thậm chí thì thầu mà thầu lắm ma chung với mẹ con của bà sáu thì quý vị và các bạn mình hiểu rồi ha à, để làm sao mà có tiền có từ cộng đồng mạng mọi người đừng tưởng hắn là kẻ hàng nhát tham sân si quý tử sau khi trở về hang ổ một cách an toàn hắn tiếp tục khóa bình luận lên lại chim đến chính phản biện sẵn sàng nói ngang nói ngược nói xong rồi mới nhớ à thì ra mình đã nói bậy <laughs> rất là rõ ràng ha mỗi lần mà ông sạc pin này mà lên à, uh, livestream nói thế này hay nọ thế kia thì bị mọi người chỉ trích rất là nhiều ha tại vì tán thẳng mặt vào mẹ cô mười sáu rất là nhiều lần nha cả nhà theo dõi đờ đà ma sóng gió gia tộc từ ngày này ngày từ ngày đầu tổng hợp tất cả những thông tin từ phía hồng loan từ các kênh youtuber tôi đã đoán trước được việc công khai giới tính của cố nghệ sĩ chính là đoàn phản công hiểm ác nhất của họ chỉ vì họ còn cách này cộng đồng mạng mới tin hồng loan là con nuôi và Họ mới chính là những người đủ tư cách để quyền thừa kế Vì sao tôi hiểu họ về hắn Tôi sẽ giải thích trên live stream Tôi đã chủ động nhắn tin nói chuyện này cho Ni biết Để Ni kịp thời đối phó à, Sau đó Ni gửi cho tôi Xì Ta Tốt, Hoàng Thượng Thái Giám Tôi đã quyết định tham gia vào drama này Để giữ đúng như lời hứa với Ni Anh sẽ lên tiếng khi danh dự của anh Năm sẽ bị xúc phạm à, Thì hầu như là những người này là nói cái câu chuyện như là về cái giới tính của cô người xìa của Vũ linh á tung ra như vậy thì với một cái mục đích làm sao mà cho mọi người hiểu là cậu năm không thể nào mà có con được cả nhà ha là nói hồng loan chính là người con nuôi và thậm chí là không có quyền thừa hưởng tài sản này hay cái nhà ha khi bài viết của tôi thứ ba của tôi được đăng lên trên cá nhân chính tôi chính tên ngài đã quyết thì si, ta tốt, miệt thị tôi uhm. à, thằng hề lung thằng hề hết thời vô thí nga một lần rồi bị đuổi sau đó hắn cấu kết với những người đã từng tiếp xúc qua với tôi để môi mốc những thông tin, làm clip, đặt tiêu đề vô khống và đưa lên youtuber. Hắn thường đăng lên trên trang cá nhân những xì ta tốt nói về đạo lý. Nhưng bản thân hắn lại là một con người bất nhân, bất nghĩa, ba trả ba chẹt lên mạng tuyên bố. Nghệ sĩ không phúng điếu bằng tiền, nhiều nhất là hai triệu câu nói hoài hước, vui nhộn nhưng không mắc cười này lập tức bị mọi người phản đối những bằng chứng kêu gọi tiền quyên góp xây mộ những hình ảnh mờ ám trong đám tang bị các youtuber phanh phui những biên nhận chuyển tiền các người nhận từ hắn tất cả đều bị hắn phủ nhận hắn gào thét khóc than cho mình là bị oan hắn kêu trời kêu đất nói là mình bị vu khống hắn oán trách mọi người sao nhẫn tâm ăn hiếp một ông già một ông già với trình độ cay nghiến rửa xé thiên hạ với khả năng ác mồm ác miệng điêu hoa xảo trá thì tin chắc cộng đồng mạng khắp trên thế giới phải cúi đầu bái phục gọi ông ta là anh hùng đệ nhất để cộng đồng miệng à, hiểu sai về quốc thanh một người đã rất là nhiều về câu chuyện sóng gió gia tộc hắn đã dẫn dắt cộng đồng mạng bằng một câu chuyện giả tưởng về hai người bạn tri kỷ vì mâu thuẫn nên suốt thời đời không nhìn nhạt nhau hắn đã đem câu chuyện đời của mình để gắn ghép cho anh quốc thanh nhưng kết quả cũng là không làm gì khác cho đồng bọn nói cho lắm làm cho giữ chửi cho vui nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau tin được chết liền đó ừ, rất là rõ ràng ha, ha thì hầu như là những người này à, đưa ra rất là nhiều những à, cái clip hay là những cái đoạn thông tin thì hầu như là nói về cái vấn đề như là của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh là à, về hai giới tính hai cái nhà ha với mục đích là có thể làm sao cho mọi người hiểu là cậu không thể có con được và thậm chí là những người này hầu như là đang lợi dụng vào cái vấn đề đám tang của cậu để chuột lại bản thân rất là nhiều ha cả nhà ha để à, chiếm đoạt những cái à, tiền mà mọi người đã đi à, phúng điếu rồi thậm chí thì tiền mà mọi người cũng đã gửi vào cho cậu ha cả nhà ha cái clip bàn về việc xây mộ tại Hoa Viên Bình Dương chắc mọi người còn nhớ cái clip mà Hồng Loan đã bị hóa phép thành người vô hình đi tới đi lui đi xuôi đi ngược muốn đi bao lâu thì đi nhưng không được quyền mở miệng và có ý kiến tưởng rằng cái clip đó được tung lên cộng đồng mạng thì cộng đồng mạng sẽ nghĩ hồng loan là một kẻ dư thừa không có trách nhiệm bất tài và vô dụng nhưng tuổi già thường hay lú lẫn cũng nhờ cái clip đó cộng đồng mạng đã thấy rõ sự vô lý ngang ngược đồng hành quá đáng của đám người đòi nhà cho ở nhờ sự bất công và kinh miệt dành cho chị hồng loan thì rất là rõ ràng ha ừ, khi mà lên hoa viên bình dương đó thì quý à, vị và các bạn cũng đã thấy rồi hồng loan chỉ đứng ở ngoài ha vậy ha đi tới đi lui không được quyền tham gia và thậm chí là không có quyền bất cứ lên tiếng một cái vấn đề về xe mồ xe mã cho có người sĩ ưu tú linh ha cả nhà nhưng mà ở vị cũng biết á là có người sĩ ưu tú linh á là cha ruột của chị hồng loan thì tại sao người ta lại không có quyền đó có phải là những người này à, sợ đúng không vậy à, sợ chị hồng loan nhúng tay vào thậm chí là người ta sẽ biết về cái vấn đề và cái bí mật gì đúng không nhưng mà sau này thì quý vị cũng đã thấy rồi ha <laughs> thì từ từ thì mọi người cũng đã biết hết trơn rồi không thể nào mà chói cãi ha cái nhà ha và nhờ vậy đã có thêm nhiều người à, khắp uh, nơi trên thế giới vì yêu thương mà đến ních ảo hắn đã ẩn mình trong rất là nhiều ních ảo hắn trà trộn đột nhập vào các nhóm ủng hộ hồng loan hắn chửi rúc trong nhóm các bài viết các kênh youtube để những tiêu đề những bình luận mang nội dung công kích và nhục mạ hắn hả hê cười nhạo hắn chơi chẽn kiểu cợt hắn không ngần ngại à, gọi cộng đồng mạng là đám chó hùa là lũ ngu ngục hắn nghĩ rằng dù hắn nói gì hắn chửi thì cộng đồng mạng cũng sẽ không ai dám làm gì hắn thật vậy bởi vì hắn chính là người ngoại nhắm luôn sống lén lút trong trốn tránh trong loài người chuyên ngậm nhắm những gì có thể ngậm nhắm luôn cả thân xác của một người đã mất à. đối với hồng loan một con người tính tình đơn giản và bực trực à, quanh năm suốt tháng lam lũ vất vả với bốn chữ cơm áo đạo tiền trước những mưu mô xảo trá những người cảm bẫy vô hình chuyện bất ngã vô tình phạm lỗi cũng là điều dễ hiểu đối với người này chỉ một chữ hèn dành cho hắn hèn vì hắn không chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói hèn vì hắn không bao giờ chấp nhận những sai trái mà mình đã từng làm sạc hèn Đó. nói chung là một cái bài viết của anh Lê Tính thì hầu như đã nhắc về à, ông sạc pin ha cái này ha là nói ông này rất là hèn hạ ha cái này ha già rồi à, đã có tuổi rồi nhưng mà À, bất chấp mọi thứ hả vị ha để làm sao mà có một cái mục đích để giúp đỡ chiếm đoạt tranh giành những cái tài sản và bây giờ thì ông ta đã về nước rồi à, thậm chí là có những cái là buổi live stream à, lên trên mạng xã hội cũng rất là nhiều lần ha lên xúc phạm và tấn công liên tục vẫn chưa từ bỏ hả vị ha à, tại vì quý vị cũng biết là những hình ảnh của chú là rất là một cái miếng à, bánh rất là ngon để thể là cho những người này lợi dụng vào đó để kêu đòi tiền giúp đỡ những người này à, có thể là thoát khỏi à, những cái hoàn cảnh khó khăn nếu có khó khăn quá thì lên cộng đồng mạng nói đi người ta cũng sẽ quyên góp cho người ta sẽ ủng hộ cho ha chứ đừng có làm gì à, mất thanh danh mà danh tiếng lắm đúng không cả nhà đó thì nói chung thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho cô gì chú bác anh chị em thì cũng có bấy nhiêu thôi quý vị và các bạn có xem thì cũng nhớ cho em những cái like và những cái chia sẻ nha cả nhà thôi thì em cũng xin như là kết thúc cái video ở đây em xin chào và bye bye, quý, bye, bye.